Xin kính chào toàn thể quý cô chú và anh chị khắp mọi miền Hoa Kỳ và Canada. Nhân dịp xuân về Tết đến năm 2020, đại diện cho vườn mai vàng Florida con sang bùi xin kính chúc quý cô chú và anh chị tấn tài, tấn lộc và tấn bình an. Ở đây con cũng xin đại diện cho quý cô chú và anh chị mạn phép quý cô chú và anh chị cho con gửi đến lời cảm ơn anh chị trong đài truyền hình cũng như là ban giám đốc, mà đặc biệt nhất là anh Võ Thành Nhân và chị Thủy đã bỏ một cái thời gian quý báu, một cái công sức đến với vườn mai vàng Florida để ghi lại những hình ảnh của mai vàng nhằm gửi đến tất cả các quý cô chú và anh chị khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ cũng như là Canada. Một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, quý thầy và tất cả cô chú và anh chị mọi tiểu bang Hoa Kỳ thương con, ủng hộ con để con thực hiện được một cái giấc mơ nơi xứ người. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Con xin kính chúc toàn thể được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Happy New Year.